Bonnie đã suýt thì bị dâu đen húp. Bonnie được giới thiệu là một trong những hải tặc tân binh thuộc thế hệ tồi tệ nhất. Trước đây cô đã từng bị băng hải tặc dâu đen bắt được, chúng nhắm đến cô để ra điều kiện với hải quân. Tuy nhiên, trong lúc chờ hải quân đến, dâu đen đã nhìn ngắm cặp đào của Bonnie rồi thèm nhỏ dãi, vậy nên tự nhiên hắn đưa ra điều kiện sẽ tha cho cô nếu như cô trở thành vợ của hắn. Và tất cả những gì hắn nhận được đó là một cú đá trời giáng. Điều đáng nói ở đây đó là gần đây, trong một lần Bonnie bị ngã xuống biển, cô đã mất đi năng lực trái ác quỷ của mình. Điều đó khiến cho cô trở về với tuổi thật của mình. Hóa ra Bonnie chỉ là một cô nhóc bé tí, cô đã sử dụng trái ác quỷ để biến mình thành người lớn. Thế nên trong lúc vô tình dâu đen đã suýt thì hút phải bé Loli mà bản thân hắn không hề hay biết. FBI, open up!